Chương trình thời sự hàng tuần với ông Đỗ Như Điện xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào ông Điện. Vâng, chào quý khán thính giả của đài VNTV, chào Vân Anh. Hân hạnh tôi lại được trở lại với quý vị và cô Vân Anh. Vâng, thưa quý vị, ông Đỗ Như Điện là người điều hành của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, là một cái đài phát trực tiếp về Việt Nam hàng đêm từ 9 giờ tối cho đến 9 giờ 30 trên làn sóng 1503 kilo chu kỳ. Đó là làn sóng của đài BBC cũ. Và quý vị ở hải ngoại cũng có thể theo dõi chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi qua mạng lưới điện toán toàn cầu và số điện thoại mà chúng tôi có trên màn ảnh. Chúc cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi của chúng ta cảm ơn cô có nhiều khán giả. Ráng nghe đài để cho chúng tôi những ý kiến. Yeah. Dạ vâng. Chú Điện có muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả về những cái công việc làm việc của ban biên tập cũng như là những người làm việc làm sao để mà có cái chương trình mà phát về hàng đêm cho quý thính giả như vậy? À vâng, cô hỏi cái vấn đề này thì chúng tôi cũng tiết lộ tí thôi là trong 5 năm qua đó anh em chúng tôi làm việc hơn 30 người để điều hành cái đài này. Tuy nó là một đài phát thanh chỉ có nửa tiếng thôi, nhưng mà chúng tôi ngoài biên tập viên, thông tin viên ở khắp nơi, chúng tôi không có văn phòng nhé. Tất cả anh chị em làm việc ở trên cái nơi. Computer của mình và ở khắp nơi. Người ở Việt Nam, người ở Úc, người bên Canada, người bên Pháp, người bên Anh, người bên Hà Lan, người ở các tiểu bang nước Mỹ. Và để làm được một cái chương trình sống động hàng ngày gửi về Việt Nam hàng đêm, trong hơn 5 năm qua, chúng tôi không bị mất bất cứ một chương trình nào. Đó là một cái nỗ lực hy sinh rất lớn của anh chị em. Mà nói thật, chúng tôi đều làm với công sức thôi. Dạ không vâng. Có ai trả lương và dạ cũng vâng. Không có đủ tiền để mà trả. Dạ vâng. Mong quý vị yểm trợ chúng tôi. Có dịp nào chúng tôi sẽ nói kỹ hơn về đài. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã nghe đến cái vị tổng thống của Philippines. Chúng ta biết rằng Philippines là một cái nước đã là đồng minh của Mỹ trong một thời gian rất là lâu vừa qua. Tuy nhiên, vị tổng thống Philippines là ông Duterte đã đưa ra những cái lời phát biểu mà thật sự đã gây rất là nhiều những cái câu hỏi cũng như là cái sự ngạc nhiên với mọi người. Đó là ông cho biết là trong thời gian sắp tới, ông sẽ ngã về phía bên Trung Quốc và sẽ không còn những cái quan hệ với Hoa Kỳ nữa. Thì với cái sự phát biểu này sẽ ảnh hưởng gì đến vùng Đông Nam Á và đặc biệt sẽ ảnh hưởng gì đến nước Việt Nam của chúng ta? Mời quý vị theo dõi phần chia sẻ của ông Đỗ Như Điện sau đây. Vâng, cảm ơn cô Vân Anh, cảm ơn quý thính giả. Ông Tổng thống Rodrigo Duterte là một luật sư, năm nay 70 tuổi. Lịch sử của ông đó thì cũng bình thường, ông là một luật sư và ông đã làm thị trưởng cái thành phố Davao, tức là miền nam nước Phi đó, 22 năm rồi. Và cái thành phố của ông, nói chung là các thành phố, nếu mà ai đã tới Phi Lợi Tân thì chúng ta chỉ thấy Manila là thành phố tương đối khá, còn rất nghèo. Nói chung là nước Phi Lợi Tân chậm tiến và nghèo đó, thì chúng ta biết như vậy. Thế thì khi mà ông này ra ứng cử tổng thống thì ông chỉ có một thành tích thôi, là thành tích diệt ma túy, diệt những kẻ buôn bán và sử dụng ma túy. Và vì vậy ông được đắc cử. Thế thì khi mà đắc cử, ông nhận chức tổng thống từ ngày 30 tháng 6 vừa rồi, tức là hôm nay là được 100 ngày, 100 này mấy ngày. Thế thì cái việc đầu tiên ông làm đó là ông ấy xử những kẻ buôn bán và mà sử dụng ma túy, và cho phép quân đội, cho phép cảnh sát cũng như các lực lượng an ninh bắn bỏ, không cần xét xử. Và cho tới ngày hôm nay thì con số mà những người bị bắn chết đã gần 4.000 người. Và người ta nói rằng có thể 3/4 con số những người ấy có thể là bị bắn oan chăng. Vì vậy mà khi ông ấy mạnh tay như vậy thì thứ nhất là nước Mỹ là cái một cái quốc gia mà rất quan tâm tới vấn đề nhân quyền. Yeah. Và luật pháp, cũng như Âu Châu thì phàn nàn, cảnh giác về cái chuyện đó, nói rằng vấn đề nên đưa ra tòa án. Thì ông Duterte này đã có những lời phát biểu hết sức là thô lỗ, chẳng hạn như ông ấy chửi thẳng ông Obama rằng cái đồ chó đẻ. Rồi cái câu gần đây nữa thì ông bảo là Obama chết đi, xuống địa ngục đi.
Và những cái câu chửi này đối với người Mỹ rất nặng, đối với Âu Châu rất nặng. Cũng như ông nói thẳng, kể cả ông Giáo Hoàng, kể cả những lãnh đạo châu Âu, là ông ấy dùng những lời lẽ rất là thô và rất là nặng để ông... Thế thì đó là cái chuyện ông ấy phát biểu. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đó là ngay khi ông lên thì ông ấy... Chúng ta biết rằng khi ông lên làm Tổng thống đó thì 12 ngày sau là cái phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế La Hay về vấn đề Biển Đông có bất lợi cho Trung Cộng. Tức là Tòa án Trọng Tài Quốc tế không chấp nhận cái đường lưỡi bò của Trung Cộng vẽ ra mà Phi Luật Tân do ông Tổng thống Aquino kiện, và bây giờ nước Phi thắng. Thì lẽ ra ông Duterte phải vui mừng và sẽ đẩy mạnh cái đó. Ngược lại, ông muốn dìm cái đó xuống. Ông ấy nói ngay rằng ông sẽ nói chuyện trực tiếp với Trung Cộng, thay vì dùng cái chiến thắng ấy để mà tạo một cái thế liên minh với các quốc gia khác cùng tranh chấp với Trung Cộng. Wow. À, thì ông nói là bây giờ ông sẽ điều đình thẳng với Trung Cộng thay vì thương thảo đa phương. Trước đây là ai cũng muốn thương thảo đa phương, tức là các nước, năm nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Cộng đã phải đứng chung với nhau và đứng chung với cả khối Đông Nam Á và đứng chung với cả các nước lớn như là Nhật, như là Hoa Kỳ, như là Ấn Độ để mà áp lực Trung Cộng. Nhưng mà riêng ông này thì ông bảo không, ông sẽ chơi cá nhân ông thôi. Đó, đó là một cái điểm vô cùng bất lợi nhé. Cái điểm thứ hai là ông ấy, Hoa Kỳ và Phi Luật Tân là hai nước đồng minh từ năm 1951, 60 năm rồi. Và Phi Luật Tân là cái một trong những nước nhận viện trợ quân sự nhiều của nước Mỹ. Thì mặc dù là trước đây Mỹ đã bỏ hai cái căn cứ ở Mỹ, ở Phi Luật Tân, nhưng mà thời ông Tổng thống Aquino đã cho Mỹ thuê lại 5 căn cứ ở Phi Luật Tân để Mỹ dùng cái chỗ để mà chuyển đổi quân đội, nhưng mà chuẩn bị cho cái việc mà chuyển trục quân sự về Á Châu trong cái vấn đề chính sách của ông Tổng thống Obama. Bây giờ ông ấy, và mỗi một năm như vậy thì giữa Mỹ và Phi Luật Tân có chừng 20 cái cuộc tập trận chung. Thế thì cái cuộc tập trận ngày hôm nay đang diễn ra này, ngày mai chấm dứt này, tức là cái cuộc tập trận ngày từ mùng 1 tháng 10 cho tới 13 tháng 10 thì diễn ra, thì ông ấy nói rằng đây là cái cuộc tập trận cuối cùng với Mỹ và ông ấy sẽ chấm dứt tất cả những chuyện liên hệ quân sự với Mỹ. Và ông còn nói thêm những cái điều này nữa là nước Mỹ đừng có muốn dùng nước phi của chúng tôi giống như là cái giẻ chùi chân, dùng những danh từ rất là nặng. Ông ấy còn nói thẳng là bây giờ đó, tôi đã nói chuyện với Tàu và với Trung Cộng và Nga Xô, họ cho chúng tôi biết là ông muốn gì cũng có, muốn gì cũng được, do đó chúng tôi sẽ không cần tới nước Mỹ nữa. Đó là cái những cái lời phát biểu của ông Duterte. Vậy thì qua những cái lời ấy chúng ta thấy cái chuyện gì? Chưa biết ông này sẽ làm gì nói như vậy, nhưng mà có phải thật tình như vậy không, hay là đó là một cái cách mà ông ấy muốn deal với Mỹ. Ông ấy muốn cho Mỹ biết rằng tôi không cần các anh, và ông cũng muốn cho Trung Cộng là tôi theo các anh, nhưng mà để ông được lợi cả phía hai phía hay không, chưa biết được. Thế thì cái chính sách của Mỹ như thế nào? Trong mấy ngày qua thì nước Mỹ tỉnh lờ, không phản ứng gì, và tất cả những cái kế hoạch ở dưới họ vẫn tiến hành như thường. Thì điều này nó có hai cái suy diễn. Cái suy diễn thứ nhất là những nhà hoạch định chính sách Mỹ họ cũng nghĩ rằng là cha này nó nói vậy nhưng mà nó cũng không dám bỏ. Tại vì bây giờ Mỹ rời ra đó là thành Trung Cộng nó nuốt ngay lập tức. Thứ nhất là cái bãi Scarborough, mà bây giờ Trung Cộng đang sắp sửa xây một cái căn cứ quân sự ngay ở đó nữa. Mà nếu nó Trung Cộng xây căn cứ quân sự gọi là cái bồi đắp cái đảo Scarborough đó, thì chỗ đó là cái căn cứ nguy hiểm vô cùng cho Trung Cộng, và nó khống chế cả cái vùng Biển Đông đó. Thấy không? Yeah. Do đó nếu mà Duterte thật sự
chơi cái lá bài này mà bỏ rơi Mỹ, nghĩa là không chơi với Mỹ, thì Trung Cộng sẽ lấn tới. Và như vậy cái vấn đề Biển Đông, cục diện Biển Đông và đặc biệt trong ấy Việt Nam, chúng ta sẽ thiệt hại vô cùng. Thì chưa biết được như thế nào. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó, mới ngày hôm qua đây, thì cái người mà trước đây hết sức ủng hộ Duterte, tức là ông tổng thống, cựu tổng thống Ramos, mà nhớ là cựu tổng thống Ramos là cái người thúc đẩy Duterte ra ứng cử tổng thống, và là cái người sẵn sàng làm đại sứ lưu động, đại sứ đặc nhiệm cho Duterte đi qua thương lượng với Tàu. Thì ngày hôm qua ông Ramos trên cái Facebook ông đã viết một cái bài là chỉ trích thẳng thừng ông Duterte là chú trọng tới cái chuyện bài trừ tham nhũng mà bỏ qua những cái việc lớn hơn của đất nước, đặc biệt là vấn đề xóa đói giảm nghèo và bao nhiêu chuyện khác nữa không làm, mà lại chỉ nhắm vào cái chuyện bài trừ tham nhũng không. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới thì cái lời phát biểu của ông cũng như những cái việc làm sắp tới của ông sẽ ảnh hưởng gì đến vùng Đông Nam Á, và sẽ ảnh hưởng có hại như thế nào cho đến nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta hãy chờ xem. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào. Vâng, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.